Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại bản tin của T-News. Hãy click vào nút đăng ký và cái chuông để cập nhật những bản tin mới nhất mà T-News mang lại nha. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang truy quét xích lô lấy 2,9 triệu đồng của khách Nhật. Hai ngày vừa qua, dư luận đã bức xúc về vụ việc khách Nhật Oki, 83 tuổi đã phải trả 2,9 triệu đồng cho một cú xích lô 5 phút từ chợ Bến Thành về khách sạn. Trao đổi với Xin.vn, đại diện công an phường Bến Nghé, quận Nhất cho biết đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đang cử lực lượng tìm kiếm xích lô trên. Trong trường hợp phát hiện người này, cảnh sát sẽ lập tức lập biên bản xử lý, đại diện công an phường Bến Nghé cho biết. Công an đang truy tìm tài xế. Ông Lưu Cẩm Văn, đại diện khách sạn nơi ông Oki ở, cho biết vị khách này thuê phòng ở khoảng một tuần qua một công ty du lịch và đã trả phòng về hôm ngày 4 tháng 8. Khách sạn không được ông Oki thông báo về vụ việc trên mà chỉ đọc được thông tin trên báo. Đại diện khách sạn cùng với công ty đặt phòng cho ông Oki đã phối hợp với công an phường Bến Nghé nhằm cung cấp thông tin tìm kiếm tài xế để hoàn trả lại số tiền cho khách trên. Chiều ngày 5 tháng 8, công an đã đến trích xuất camera tại khách sạn để xác nhận vụ việc. Khi đi khỏi và trở về khách sạn, ông Oki đều đi bộ nên khả năng camera ghi được hình ảnh của vụ việc rất thấp. Ông Văn cũng cung cấp thông tin. Đại diện thanh tra Sở Văn hóa Du lịch rà soát. Chia sẻ với Zin.vn, đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng đã giao thanh tra sở phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải rà soát vụ việc để trả lại tiền cho khách. Đồng thời, sở cũng sẽ tăng cường những biện pháp chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng này. Nạn chặt chém là một trong những nguyên nhân làm cho ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, gây ra tâm lý và cảm giác không an toàn cho khách khi đến thăm và du lịch tại thành phố, đại diện của sở nói. Trước đó, ngày 3 tháng 8, ông Oki đã ra khỏi khách sạn và đi dạo loanh quanh gần đó. Ít phút sau, xích lô lại đến gần và mời ông lên xe bằng tiếng Anh bòi. Khi đến gần chợ Bến Thành, vị khách Nhật đã đồng ý cho người này chở đến khách sạn. Sau 5 phút xích lô, ông Oki đưa 500.000 đồng cho tài xế, nhưng người này tỏ ra đòi thêm. Ông đồng ý nhưng chưa kịp lấy thêm tiền thì anh xích lô đã thò tay vào bóp khách, lấy 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 trong ví ông Oki rồi bỏ đi. Dù là nạn nhân, nhưng vị khách Nhật này vẫn cho rằng lỗi là do ông không hỏi giá trước khi lên xe. Hiện tại, sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai Tổng đài Thông tin Du lịch 1087 để tiếp nhận và chuyên xử lý thông tin cung cấp các số hotline của các đơn vị hành chính cho khách du lịch, đồng thời đã mở rộng đường dây nóng 028 3823 4056 của thanh tra sở để tiếp cận thông tin phản ánh công tác thanh tra an ninh trật tự du lịch. Theo Xin.vn, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.